chúng ta nên nhớ, khi chúng ta tham gia chương trình này, có hàng triệu khán giả hâm mộ đang theo dõi chúng ta, cũng như ba má anh chị em đang theo dõi. Làm gì thì làm, đừng để gia đình mất mặt. Ai lên trước ạ? Quả tù xì cũng được, hoặc là như thế nào cũng được. Quả tù xì ra cái gì? Cái này. Gì ra cái gì? Ra cái này. Chương trình không có thời gian. Thời gian. Một, hai, ba. Thắng quyết định lên trước hay lên sau? Em lên trước đi. Rồi, mời, vô trong nghỉ ngơi. Thưa quý vị, 2 phút dành cho Hoàng Dũng nhanh như chớp. Trời ơi trời, đố vậy cũng đố. Dễ quá vậy. Đây là câu đố chúng tôi đã khảo sát trên 100 bé mẫu giáo và các bé đều trả lời đúng. Đố chữ. Trúng gì hơn? Trúng gì hơn? Trúng số. Lên. Quá dễ. Trúng số rất là hên, trúng gì hơn là trúng số. Có biết nhỏ cháu từ người kia nó có hiểu không? Tiếp tục đố chữ. Trúng gì đau bụng? Trúng gió. Trúng gió. Trúng gió. Trúng gió sao đau bụng? Trúng gió sao đau bụng? Không, không chính xác đâu. Tôi nghĩ là không chính xác ạ. Thực ra thưa quý vị á, là trúng gió là một cái từ mà bà con dân gian mình hay nói khi mà mình bị đổ bệnh, làm bị sốt, bị cảm đúng rồi, kiểu đó, thế. Bà con dân gian hay gọi là trúng gió, là ý là gió độc tạt vô là mình bị nhưng mà thật sự là do cơ thể mình nó bị suy nhược rồi nhiễm khuẩn nhiều vậy. Còn đau bụng thì đâu liên quan tới trúng gió. Trúng thực. Đúng thực, đúng rồi. Không sao. Trúng thực. Cố lên em. Trúng thực là do mình ăn cái gì đó nó bị không tiêu, ảnh hưởng tới đường tiêu hóa. Đó. Người ta gọi là trúng thực. Trúng thực mà bị nặng hơn tí người ta gọi là ngộ độc thực phẩm. Vâng. Đó. Câu nói thanh xuân như một ly trà, ăn xong miếng bánh hết bà thanh xuân, có xuất phát từ đâu? Mạng xã hội. Đúng rồi. Mạng xã hội. Wow, không chính xác. Thế là từ đâu anh? Từ đâu Quang Anh? Dạ, của từ bạn Hân ạ. Trong phim Về nhà đi con. Đúng rồi. Đúng rồi. Câu này Hân nhà mình trúng rồi. Xin lỗi Hân nhá. Câu này chắc chắn Hân trúng. Về câu này sẽ xem phim. Câu này vô tình trùng khớp ạ. Không có vô tình nha. Không có vô tình nha. Đâu ai biết là bé rồi sẽ lên lượt đầu tiên đâu. Đúng rồi. Hiểu không? Đúng rồi. Bé nó tự động mà. Đây là câu đối chữ. Trái gì sinh ra đã không được thông minh? Trái gì ta? Đó, mình không trả lời được thì mình đang ở vị trí thấp rồi, mình trả lời đại. Trái trứng ngốc. Trái trứng ngốc. Trái đó ở đâu rồi? Trái đó ở đâu rồi? Không chính xác nhé. Ai biết ạ? Trái vô. Cà rốt. Cà rốt. Gì? 2, 3. Câu trả lời gì? Mè rốt. Không biết luôn. Xin thưa là em không biết luôn. Tức là trái mè biết không? Dạ, biết trái mè ạ. Khi nó chín đi thì cái phần thịt và cái phần vỏ sẽ tách ra. Có một loại tách ra mà nó còn nguyên hình khối. Vâng. Là gọi là dốt bột. Anh Tú không biết đúng không? Gọi là trái mè dốt đó. Không biết. Em tự hào về anh. Không, thực sự là không biết. Trời ơi. Đố cái người mà hát bài này thiệt chán thiệt chứ. Trong ca khúc Nàng Thơ, cô gái đã đánh rơi cái gì? Đánh rơi nụ cười. Yeah. Em nghe em đánh rơi nụ cười vào anh. Có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Lên. Câu hỏi câu này chị cũng biết đâu. Yeah. Người thưởng trà thường dùng theo mùa. Trong năm loại trà ô long, trà đen, trà xanh, trà trắng, trà pu'er, loại nào người ta thường uống vào mùa hè? Quá dễ. Trà xanh. Lên. Mái gì dân làng hay tập trung vào ngày hội? Mái gì ạ? Mái đình. Lên. Điền vào chỗ trống, xuôi chèo mát. Mái. Lên. Vừa là tên một loại quả, vừa là tên một con vật. Đó là quả gì? Dễ quả... thôi, đơn giản thôi. Quả trứng gà. Quả trứng gà. Cũng được. Là quả trứng gà là Lekima đó. Thì có tên gà là cũng là con vật, con gà cũng. Lên, yeah, lên. Được. Yeah. Hoặc là gì ai biết? Quả cóc. Quả cóc. Cóc, đúng rồi. Khoảng 70% sản lượng gia vị trên thế giới đến từ quốc gia này. Đó là quốc gia nào? Ấn Độ. Lên. Yeah. Takoyaki là món ăn nổi tiếng của Nhật Bản. Còn tiếng Việt là gì? Bánh xèo. Bánh mực. Không, chính xác. Ôi, thế là xịn lắm rồi. Xịn rồi. Thưa quý vị, sau đáp án liên tiếp là giỏi rồi. Xin chúc mừng Hoàng Dũng.
6 đáp án là dữ dội rồi. Chúng ta chào đón sự trở lại của Bảo Hân. Liên tiếp, còn muốn chiến thắng còn phải là số 7. Số 7 là số 6, dễ số 8 đi. Cố lên. Vâng. Dễ mà. Vâng. Lên. Bảo Hôm đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Trúng gì hơn, đố chữ nha. Trúng gì hơn á? Trúng gì hên, hên xui đấy. Trúng số á. Chính xác. Thấy chưa, tôi phải phụ đề nó mới hiểu. Lại là đố chữ. Trúng gì đau bụng? Trúng gió. Trúng gió. Hay anh thấy chưa? Hay không? Quen, quen, không quen, phải là quen đẹp. Em trả lời đi, tại sao lại là trúng gió? Trúng gió thì bị đau khắp người chị ạ. Thì đau khắp người chứ không phải chỉ riêng đau bụng đúng trung không? Trúng động. Trúng động. Trúng động thì đứt rồi. Là ăn phải đồ độc. Ăn phải đồ độc. Vâng, kiểu ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc. Trúng độc. Thì bình thường cái gì mà nó hay ăn cái gì bậy xong rồi mình đau thì đau bụng thì mình gọi là gì, trúng gì? Trúng thực. Không, nhầm thua rồi mà. Đó trúng là đáp án cho nên em không chính xác. Lúc đầu em trả lời là trúng gió, sau đó thì em trả lời trúng động, nhưng mà thực ra thì đáp án của cái câu này là trúng thực. Cái này em làm được. Câu nói thanh xuân như một ly trà, ăn xong miếng bánh hết bà thanh xuân, có xuất phát từ đâu? Thôi nhìn mặt nó ngơ ngác kìa. Bộ phim Về Nhà Đi Con ạ. Chính xác. Tưởng nó không trả lời được cơ. Trời ơi, tôi tưởng nó không biết chứ. Tưởng không biết rồi. Bộ ngơ ngác, nó suy nghĩ, nó ngơ ngác quá. À, cái này nè, rồi, lại là đố chữ. Trái gì sinh ra đã không được thông minh? Trong cái tên của nó phải có một cái chữ mà nó phản ánh cái việc không thông minh. Ừ, đúng rồi, không 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 thông minh là ngu ngốc. Và gì nữa? Không thông minh. Trái thôi ạ, trái tim. Hai hai hai. Đáp án là quả me dốt. Dạ. Quả me dốt. Cái này nó không biết. Ôi, không biết. Em biết cái này không? Không ạ. Ở đây 5 người còn là ai cũng không ai biết cái này luôn. Cười. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong ca khúc Nàng Thơ, cô gái đã đánh rơi cái gì? Hát đi, em hát đi. Đánh rơi nụ cười á. Chính xác. Bài hát không ạ? À? Sời, hey, đừng ngờ, đừng ngờ. Rồi, người thưởng trà thường dùng theo mùa, trong năm loại trà. Trà ô long, trà đen, trà xanh, trà trắng, trà pua. Loại nào người ta thường uống vào mùa hè? Trà xanh ạ. Chính xác. Ê, mà sao biết là trà xanh vậy? Mùa hè uống trà xanh rất là mát ạ. Harry ạ, ở ngoài miền Bắc là hay uống trà xanh đó, người ta rành lắm. Đúng rồi, trà xanh ở Thái Nguyên đấy chị. Đây quê của Dũng nè. Trà xanh là cái lá trà tươi mà cái lá hái trên cây xuống, xong người ta ủ nước sôi đấy. Bỏ gừng vào uống rất là mát vào mùa hè. Nên người Bắc người ta rành lắm. Thì thông qua em thì chị mới biết cái này đó. Câu hỏi tiếp theo. Mái gì dân làng hay tập trung vào ngày hội? Mái ạ. Mái gì đây? Mái gì dân làng hay tập trung vào ngày hội? Mái gì? Nhanh nào. Mái gì chú? Hết thời gian kìa. Hỏi. Nên em đang kêu nè. Tập trung vào mái gì ạ? Mái bằng, mái bằng. Không chính xác. Máy bằng là cái gì? Ôi trời ơi. Đây, 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 đây. Trời ơi. Anh rất nhiều dân làng ở đây. Máy bằng. Thế thì chị hiểu đi. Ôi, thấy thương quá. Đáp án là máy đình. Ôi. Trời ơi. Trời ạ. Lắng nghe nào. Điền vào chỗ trống. Xuôi chèo mát. Chấm chấm chấm. Xuôi chèo mát. Mát mái. Chính xác. Yeah. Mặt hoang mang dễ sợ. Cứ đi lê đi xuống chỗ này quá em chóng mặt quá. Vừa là tên một loại quả, vừa là tên một con vật là gì? Này nhiều ạ, rất nhiều. Rất nhiều quả gì mà quả. Mà nó cũng là tên con vật luôn. Ốc chó ạ. Ốc chó, chính xác. Khoảng 70% sản lượng gia vị trên thế giới đến từ quốc gia này, đó là quốc gia nào? Nước mà chuyên làm gia vị á.
ôi chết. Anh Hoàng Dung ơi, nhắc em. Hết giờ. Có ai có trả lời cô này? Đáp án là Ấn Độ. Dạ. Ấn Độ. Vâng. Thật ra là em không biết. Ủa mà em ơi, cho chị hỏi nè, tại sao lại em hỏi lại là hỏi cái đội của người ta vậy? Bởi vì không được hỏi đội mình đấy chị. Không cầu cứu được ai cả nên cầu cứu đại. Tại vì trong luật là chị nói là không được cầu cứu đồng đội. Không được cùng đội nhắc ạ. Thì nhưng mà không được cùng đội nhắc, em hỏi ở đây chưa chắc là đội này sẽ nói đúng đáp án cho em. Biết đâu lỡ miệng ạ. Đang vội. Dạ. Ừ. Dạ. Biết đâu lỡ miệng. Quýu quýu. Thì ngây thơ à. Kính thưa quý vị, Bảo Hân đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Không ạ, không ạ, đây em đi được. Rồi, như vậy là chúng ta đang thắng với tỷ số là 1-0. Em xin lỗi đồng đội. Bên đây 1, bên đây 0.